Chân lý Cù Đàm gần hết rồi, phải không anh Kiệm? Tức là đạo Phật chỉ đổi không có, đạo Phật chỉ đòi, nhưng mà anh là người đưa Cù Đàm lên, đạo Phật lên, đúng không? Hôm nay cái thế cờ thay đổi ở ngoài không gian giữa thiện thần và tà thần đấu với nhau, thì quân của ta cũng lúc thắng lúc bại, dưới thế gian này cũng vậy. Ở Mỹ này, đảng Dân Chủ hôm nay có những cái cũng phải nghe lời cố vấn của những người bên đảng Cộng Hòa, những người mà rất là cực kỳ ghét ông Trump. Những cái đài mà ngày xưa quý vị thấy đó, ghét ông Trump, hôm nay cũng cũng bắt đầu chạy theo, có nghĩa là chạy theo phía bên ổng. Cả ngày xưa cái thằng Twitter là thằng hơi khỏi phải nói, quý vị cũng đều hiểu rồi, cấm ổng tiếng nói luôn. Mà hôm nay trong tương lai thà ông thành tinh đó, ông người hành tinh Alon đó, sẽ là thuộc về phe chánh nghĩa. Cho nên bây giờ mình thấy á, mình đang nói về bên thượng thiên và nghịch thiên nha, nước Mỹ này đó, là thấy những cái người mà thượng thiên đó bắt đầu nắm nắm phần thắng lại rất là đông rồi đó. Còn những cái người nghịch thiên cũng giống như con của anh Biden, bữa nay bị hạch tội cái laptop rồi, giống như ông thống đốc của tiểu bang New York bị lôi đầu xuống, thằng em làm ở trong đài xin em chưa nói sống trăm cũng bị lôi xuống, ô lu sù bu, nó là thượng thiên nghịch thiên. Không phải nước Mỹ này là thượng thiên không đâu, không phải là chánh không đâu, cũng có tà tà chánh nó lẫn lộn trong đời sống mình, từ ở trong bộ máy chính quyền cao và xuống tới thành phố, tới tiểu bang, rồi xuống tới trong gia đình của mình. Nó nhiều khi trong nhà mình có ba anh em mà trong đó có thằng con ma con quỷ nó quậy mình 180 độ, mình cứ nghĩ nó là anh em, nó không phải. Cái chánh và cái tà là do cái thần hồn nó chuyển thế, ở mỗi một cái nơi, mỗi một quốc gia, rồi nhưng mà mỗi quốc gia nó có nghiệp của nó. Cho nên là nãy có người nói là chùa Putin chết, không phải. Putin nhiều khi xả cái nghiệp cho nghe cho nước Liên Xô cũ ngày xưa tạo quá nghiệp, làm cho thế giới điên đảo. Quý vị biết đó, Mao Trạch Đông giết chết 60 triệu người không nháy mắt, mà nước mình thời đó khoảng như 50 triệu thôi, ổng giết cái là nước mình là sạch bách luôn á, là khủng khiếp. Hitler cũng không bằng Mao Trạch Đông nữa. Cho nên mà là cái nguồn máy từ các mác là từ Nga Xô qua, cho nên bây giờ á bệnh trả nghiệp, rồi cái trái đất này cũng trả nghiệp, rồi nó qua tới những nước mà như mình nói Trung Cộng tương lai cũng sẽ trả nghiệp. Lâu nay á làm biết bao nhiêu đồ ăn giả rồi hu quê, quý vị cứ như còn nhớ đường tơ lụa con đường gì đó của Tập Cận Bình làm, rồi bao nhiêu cái mà G5 đồ qua bên Âu Châu, rồi bao nhiêu cái mà theo dõi người ta. Hôm nay tất cả mọi thứ đều ra ánh sáng hết, cái đầm lầy của Mỹ trong tương lai cũng sẽ tạt sạch, đó là thiên cơ. Và cả nước Nga ngày hôm nay cũng thua thê thảm, cũng là thiên cơ. Một cái ông hề Zelensky mà lại đánh thắng một người KGB rất là thông minh khủng khiếp, có nghĩa là chuyện mà thấy không ai tưởng tượng được không, thì quý vị đừng tin Kiệt, đừng có tin những gì Kiệt nói, mà nhìn những cái chuyện mà Kiệt vừa mới nói đi, rồi nó có ngoài đó còn có biết bao nhiêu chuyện nữa mình ghép lại coi lên thằng Kiệt này nó nói mình đang ở vào thời đại tận thế, cha đang lo mọi chuyện của chúng mình. Cho nên mình đừng có nghĩ là mình đại hội năm hay là mình làm gì muốn làm gì, không phải. Cơ vận đến lúc
phải thay đổi là thay đổi, thay đổi một cách rất là màu nhiệm. Cả ông Trump hôm nay trở lại cũng màu nhiệm, cả Nga thua là màu nhiệm, mai cả cái dịch Vũ Hán xảy ra năm 2019 đưa nước Tàu gậy ông đạp lưng ông đến ngày thê thảm hôm nay, từ một nước giàu có hôm nay thành một nước